vác pha mát quỷ kiếm dạ xoa, lắp thêm nòng giảm thanh, vào leo rank sinh tồn và cái kết, tôi bắn địch khóc thét vì nhanh quá chạy không kịp luôn, clip gồm 2 trận, anh em hãy cùng mình xem hết video nhé. Ok, xin chào tất cả anh em nha. Thì trước khi vào clip thì mình sẽ tổ chức cho anh em một cái mini game cho anh em chơi nha. Thì câu hỏi mini game như sau, đó là anh em hãy nêu điểm khác biệt giữa nòng ba và nòng giảm thanh. Đấy, thì câu hỏi này rất là khó nên anh em hãy trả lời cẩn thận nha. Thì giải thưởng ở câu hỏi này là trị giá 1000 kim cương cho bạn nào trả lời đúng nhất và may mắn nhất. Thì yêu cầu đến nhận giải chúng ta chỉ cần like, đăng ký kênh và xem hết video nha. Rồi, còn bây giờ chúng ta sẽ đi vào clip thôi anh em ơi. Yeah.
vợ QuyềnDz chiến đấu đến cùng. Yeah.